Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày rằm tháng 5 năm Quý Mão. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật Pháp mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mấy ngày nay mưa dông quá chừng. Thưa đại chúng, hôm qua là mình celebrate Canada Day. Vì ngày lễ Long Weekend cho nên rất là nhiều Phật tử ở xa đến thăm chùa. Edmonton thì đổ xuống Calgary, đi Banff, đi Lake Louise, đi thăm bạn bè ở Calgary. Các vị khác thì đổ về đây thăm người thân, trong đó chùa cũng được ké. Và ngày hôm qua về chùa rất là đông quý Phật tử đến vãng lai thăm chùa. Thưa đại chúng, bữa nay là còn đúng một tháng nữa là chúng ta bước vào khóa tu mùa hè. Thì sắp tới đây là ngày 17-18 sẽ có 2 ngày sinh hoạt cho các em từ 7 tuổi tới 12 tuổi tại tu viện Trúc Lâm. Quý vị nào có con em muốn tham dự khóa tu, xin nhớ liên lạc về chùa để cho biết tên, vì chùa cũng cần biết số lượng các em để lo thức ăn cho các em trong những ngày sinh hoạt đó. Rồi từ ngày 20 cho đến 25 tháng 7 là khóa tu dành cho các em từ 13 tuổi tới 35 tuổi ở tại tu viện Tây Thiên trong 5 ngày. Thì hiện nay là các em bên phía các em cũng đã khóa sổ 250, mình nhận 250 em. Và bên phía người Việt, tức là người lớn, khóa tu từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 8 cũng đã khóa sổ, vì mình nhận năm nay là 650 vị. Và thì hiện bây giờ là mình chỉ còn phải lo chuẩn bị xe để đi rước, cũng như là nơi chốn nghỉ ngơi và thực phẩm để chuẩn bị cho khóa tu 10 ngày. Vì quý vị nào phát tâm trong ban đưa đón giúp cho chùa thì xin quý vị xuống dưới trai đường ghi tên, số phone, và quý thầy sẽ trực tiếp liên lạc để biết thời gian quý vị có thể đưa đón vào lúc nào, để khi có các chuyến bay đến thì chùa thu xếp để nhờ quý vị đón phụ, đưa rước những Phật tử về tham dự khóa tu. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú, câu 143. Câu này ở trong cái phẩm, phẩm này gọi là phẩm Đao Trượng. Phẩm này chỉ còn có 3 câu cuối nữa là hết một phẩm, tức là mình còn câu 143, 144, 145, 3 câu nữa là hết cái phẩm Đao Trượng. Thì đây là câu 143. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh voi. Đó là lời của bài kệ. Đây là nguyên văn Trường Hàn. Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh khổ nhục. Những người đã làm được, họ khéo tránh khổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi. Thì cái câu này, cái ý là một con ngựa tốt thì cố gắng nỗ lực để không bị đòn, không bị roi, không bị đòn. Người sống ở đời nếu biết ngăn ngừa, tránh né những điều có thể làm tổn hại đến mình, đến người thân, đưa đến sự nhục nhã, khổ đau, thì chúng ta gọi là biết hổ thẹn. Thì người biết được như vậy, né tránh được như vậy, cũng giống như con ngựa mà tránh roi vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta có 7 cái món tài sản quý báu của người đời. Trong đó là tín là niềm tin, giới tức là đạo đức, những điều đạo đức mình cần làm, tàm
là hổ thẹn với chính mình, quý là hổ thẹn với người. Hai chữ nó khác. Tàm là mình tự hổ thẹn, quý là mình hổ thẹn với người, là tính giới tàm quý. Văn, văn là gì? Văn là nghe. Rồi thí, thí là bố thí. Tuệ là trí tuệ. Người nào có đủ bảy cái này, chúng ta có bảy món tài sản của cuộc đời mình. Thường thường người đời thì người ta cũng quý bảy, nhưng mà ta quý gì? Bảy món tài sản thế gian, đó là vàng, bạc, lưu ly. Lưu ly là kim cương đó. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích châu. Người đời thì quý những cái món vật đó. Nhưng mà người mà sống có tư duy, có quán chiếu, thì sẽ quý bảy thứ mà chúng ta cần có, là tính, là giới, là tàm, là quý, là văn, là thí, là tuệ. Mà người mà có được cái đó đó, đạo đức tăng trưởng, hạnh lành tăng trưởng, đi đến đâu cũng được mọi người quý kính, vì mình có được những cái tư cách, cái nhân phẩm. Cho cái nhân phẩm á, là cái phẩm chất của một con người mà căn bản nhất, đó là gì? Người sống biết tàm, biết quý. Trong duy thức học á, chúng ta có những cái tâm bất thiện, thí dụ như là tham, sân, si, vô tàm, vô quý, giải đãi là biến đó, phóng dật là buông lung, vân vân. Mình có những cái tâm bất thiện. Nhưng mà đối ngược lại với tâm bất thiện thì chúng ta có những tâm thiện. Thì trong đó có hai tâm sở thiện, đó là tàm và quý. Tàm là mình tự hổ thẹn với mình, quý là mình hổ thẹn với người. Có nhiều khi mình không phải vậy, nhưng mình đi đâu mình cũng khoe khoang, mà không bao giờ biết mắc cỡ với chính mình, thì đó là không tàm. Rồi bây giờ mình, người ta rành mình quá chừng luôn, mà mình đứng trước mặt mọi người mình cũng nổ như không ai biết mình vậy đó, thì cái đó là mình không hổ thẹn với người. Người ta biết rất là rành về mình. Cho nên hổ với chính mình, hổ thẹn với chính mình gọi là tàm, hổ thẹn với người gọi là quý. Có một cách dễ nhớ gọi là tự tàm quý tha. Tự tàm tức là tự mình tàm, quý tha tức là mình xấu hổ với người khác. Cho nên cái người mà Đức Phật nói ở đời khó tìm được một người mà tự biết hổ thẹn. Vì biết hổ thẹn cho nên gì? Phải tự chế. Tự chế nghĩa là tự chế ngự. Tự chế ngự mình để đừng có trước, đừng có làm những cái điều mà mình khó chịu với mọi người. Pháp Hòa xin phép đại chúng mình ví dụ. Con người mình á, mình văn minh hơn các loài động vật khác, cho nên con người mình á có quần áo. Con người mình lấy quần áo để che cái tướng thô của con người. Vì vậy cho nên á, là để mình làm gì? Để mình xấu hổ, tàm quý. Cho nên đi ra, thí dụ bây giờ mình đang mặc một cái áo sát cánh, mà khách tới nhà thì mình đi lấy cái áo tay dài mình tròn vào để mình tiếp khách. Đó, tức là mình trước mặt khách mà mình ngồi mình ăn mặc nó hở hang, mình thấy kỳ quá, thì mình lại tròn cái áo vào, mặc cho kín đáo. Đó là một hình thức hổ thẹn, vì mình không muốn trước mặt người khách người ta ngồi tiếp mình, nhưng mà mình ngồi tiếp người ta, nhưng mà người ta nhìn mình với một cái thái độ không có được kính trọng. Là gì? Mà thứ nhất, mình ăn mặc trang nghiêm để nói lên sự kính trọng khách, và đồng thời nói lên là mình sống biết hổ thẹn. Ở Việt Nam trời nóng, mấy chú nam hay ở trần mặc quần đùi, nhưng mà hễ mà có khách thì mấy chú lại đi bước vào nhà chồng cái quần vô, cái quần dài vô, tròn cái áo vô. Mà hễ vợ nói anh thắp giùm em cây nhang, ổng đi mặc cái áo tay dài, mặc cái quần dài vô, ổng thắp nhang. Nghĩa là bình thường và thoải mái vậy, nhưng mà khi đứng trước Phật, đứng trước một ơn trên, bề trên, thì các vị hay bày tỏ cái tâm cung kính. Mà mình làm được như vậy thì không có hổ thẹn. Cho nên sống ở đời thật khó tìm ở đời người biết thẹn. Mà hễ mình mà biết thẹn thì mình sẽ tự chế. Tự chế là gì? Tự chế ngự, biết tránh né chỉ trích,
Người không biết hổ thẹn, bất cần dư luận, không sợ dư luận. Còn mình sống á, xưa đại chúng, nhiều khi mình sống á, mình cẩn thận rồi đó, vậy mà vẫn sao? Vẫn còn bị chỉ trích. Huống chi là sống mà buông lung, mà không có tự chế, thì còn bị chỉ trích đến mực nào? Ở sống ở đời đó, nhiều khi mình làm việc gì mình cũng hết sức là cẩn thận, nhưng không bao giờ mình thoát được cái sự sơ xuất. Đó, còn chưa nói á, những người người ta còn vạch lá tìm sâu nữa kìa. Đó, mình làm việc của mình nhưng mà chưa có những người người ta còn làm gì? Vạch lá tìm sâu, để mà chỉ trích, để mà có đề tài phê phán. Thế thì sống ở đời đâu phải đơn giản. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là ôi cuộc đời này cái gì rồi cũng không, cõi đời là cõi tạm, thì mình cứ buông lung mình sống. Biết rằng là nó tạm, nhưng chúng ta sống cho đẹp trong cõi tạm thì cũng là cái hay. Ví dụ như mình biết bữa nay có cái món mới, biết trái dâu là để ăn, nhưng mà trước khi ăn mình làm gì? Trang trí nó một chút cho đẹp. Biết cái cây này là cây giả, nhưng mà phải tưới nó một chút chứ. Tưới để làm gì? Tại vì biết nó tạm, nó giả, nhưng mà nơi nào có xanh xanh đỏ đỏ trang trí thì chỗ đó nó vẫn đẹp hơn. Trong một gia đình mình nói với nhau là thôi, sống tốt cũng chết, sống xấu cũng chết, sống dở cũng chết. Nếu vậy cùng nhau sống dở thì gia đình này một ổ khổ đau. Nhưng mà mình biết rằng trong gia đình này, biết cuộc đời này là tạm, nhưng mỗi người chịu khó chỉnh đốn mình chút, làm lành chút, thì tự nhiên mình có một gia đình hạnh phúc. Tại vì thủy chung biết là tạm, nhưng con người vẫn gì? Vẫn thích nghe lời lành. Đâu ai thích nghe chửi bới, phải không? Đâu ai thích nghe những lời khó nghe. Thành thử ra biết là đời là cõi tạm, nhưng ở trong cái tạm này mà chúng ta có những cái đẹp, nó vẫn hay. Đó. Ăn mặc mà mình ăn mặc mà cho nó trang nghiêm thì nó vẫn đẹp hơn là mình hở hang, thí dụ vậy. Cho nên cái sự mà chỉ trích của con người là khó tránh. Mình cố gắng để né những sự chỉ trích, mà đôi khi còn bị, huống chi là không né. Đó, cái câu này nó nghĩa vậy đó. Nghe không? Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế. Biết thẹn là biết hổ thẹn, mà biết hổ thẹn thì tự khắc phục tự chế. Ví dụ như mình vào một bữa ăn, món đó mình rất là thích, mình có thể ăn nguyên dĩa đó. Nhưng mà hậu lẽ vừa ngồi vô thì bưng nguyên dĩa đó kéo tới phần mình sao, phải không? Còn chính người kia ta ngồi đấy chứ. Cho nên ăn mà nhẹ nhàng, thích mai mốt về tự mua dĩa mình ăn. Còn giờ đang ngồi trong bàn ăn có 10 người thì mình phải biết đó, nội cái ăn thôi đó, nội cái ngồi thôi, nội cái đi đứng thôi, thì tự nhiên mình có được một cái sự tự chế. Người biết được như vậy để làm gì? Biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Con ngựa người ta cởi nó, con ngựa là một cái phương tiện để con người, người ta làm xe cộ thời xưa, người ta cởi ngựa để người ta đi được một cái đoạn đường xa. Vậy mà con ngựa vẫn phải bị roi vọt suốt đoạn đường đi. Đó. Mà bây giờ nếu con ngựa này mà nó khôn á, thì nó không có phá phách, nó không có cứng đầu, nó không có khó điều trị, thì người ta chỉ cầm cương, người ta cởi ngựa chứ người ta không roi vọt nó. Nhưng mà lúc nào người ta cởi ngựa thì trên tay người ta cũng có một cái roi sẵn, để hở nó lạng quạng là người ta quất nó để nó phải nghe lời. Thì con ngựa mà nó sợ bị đòn thì nó tự nó phải khắc phục, con người sợ bị chỉ trích thì tự mình phải tự chế. Cái câu này cái ý nó vậy đó. Qua đến câu thứ 144: như ngựa hiền chạm roi, hải nhiệt tâm hăng hái, với tính giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Đó là câu thơ. Còn cái câu trường hàng là: các người hãy nỗ lực sám hối, như ngựa đã hay còn thêm roi. Hãy ghi nhớ lấy chánh tính, tịnh giới tinh tấn, thiền định trí phân biệt chánh pháp, và minh hành túc để tiêu diệt vô lượng thống khổ. Ở trên đời này, khổ là cái cơ bản, cái căn bản của cuộc đời. Chẳng hạn như là
thù thương mà phải xa lìa nè, ghét mà cứ gặp hoài nè, muốn mà không được nè. Đây là khổ tâm lý nha. Còn khổ về thân là sanh, là sống là khổ nè. Đó, nội buổi sáng thôi là cũng khổ hết nửa ngày nửa buổi rồi đó. Trước khi ra đường là khổ với cái đầu, khổ với cái mặt. Nhưng mà không thể không làm. Tại vì thủy chung mình đi ra đường thở ra người ta phải khó dễ chịu chứ, thở ra mà ta khó chịu quá đâu có được. Thấy không? Thành thử ra nó là cái cơ bản. Nhưng mà nếu chúng ta lại không có chánh niệm, tinh tấn, thiền định vân vân, thì chúng ta rơi vào một cái trạng thái là thống khổ. Tức là cái khổ thống thiết. Thí dụ mình không thích nhau nữa, thôi cứ xem nhau như không quen, bình thường. Đã không thích nhau là một cái tâm trạng khó chịu rồi. Vậy mà mỗi lần gặp nhau thì la rầy, hay nguýt, thế này thế kia, để làm cho cái thống khổ nó thêm. Rồi mà hai bên, thí dụ như cha mẹ hai bên mà không thích nhau thì ảnh hưởng đến người ở giữa là các con của mình. Cho nên như cái thống khổ của cuộc đời đó là vì chúng ta thiếu những cái thực tập như là tính, giới, tinh tấn, niềm tin nè, đạo đức nè, siêng năng nè, thiền định nè. Thiền là gì? Chánh niệm là gì? Chánh niệm là ý thức rất là rõ ràng chúng ta đang làm gì. Cuộc sống này á, nếu mỗi người chúng ta tự ai cũng có một chút ý thức, chúng ta giảm khổ cho nhau nhiều lắm. Mà trước hết là tự mình sẽ làm giảm khổ mình. Cho nên hồi nãy trong cái bài giảng tiếng Anh, thầy Tịnh Tạng có nói một câu trong lời Phật dạy không? Đời là khổ, nhưng nếu chúng ta hiểu được cái khổ thì chúng ta sẽ bớt khổ. So life is suffering. Once you understand suffering, you suffer less. Đời là khổ, nhưng mà đâu có nghĩa là như vậy rồi chúng ta chán đời. Chúng ta biết khổ cho nên chúng ta nhẹ nhàng với nó thì chúng ta bớt khổ. Ví dụ như thế nào con người mình cũng sẽ tới ngày già. Hiểu được như vậy cho nên khi nó già buồn thôi chứ không khổ. Buồn lại giờ mình già hết làm được như thường rồi. Nhưng mà khổ gì nữa vậy? Nếu mà già là một cái khổ mà không chấp nhận già mới khổ. Tại vì già mà không biết mình, không chấp nhận già thì cứ làm theo những cái chuyện mà người trẻ, người già không nên làm, thì người già sẽ tự làm khổ mình. Phải không? Cho nên bệnh là một cái sự thật. Bệnh đã là khổ rồi mà không chấp nhận mình bệnh là mình sẽ có hai khổ. Chừng đó mình bệnh là sự thật, đó là khổ thân. Không chấp nhận bệnh là khổ tâm. Vì cái tâm mình nó không chấp nhận, cho nên lúc nào mình cũng bị stress, mình bị depressed, mình bị căng thẳng, mình bị tâm bệnh. Vì vậy cho nên á, đạo Phật á, nói cái khổ không phải để chúng ta chán đời, mà để chúng ta ý thức. Mà người có ý thức á, thì chúng ta sống, chúng ta giảm khổ cho mình và làm giảm khổ cho người khác. Trong cuộc đời này á, mình không thể không giao tiếp, nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì sự giao tiếp của mình nó sẽ đem lại cái an lạc, hạnh phúc, hoặc là giảm khổ cho nhau. Vì vậy á, trước hết á, chúng ta làm gì? Cái tâm mình luôn luôn nghĩ điều thiện, để lời nói của mình thiện, cái tai của mình nó nghe được điều thiện. Nhớ nha, tâm thiện thì nghe lời thiện, nói lời thiện và hành động thiện. Đó là những cái nguyên tắc để chúng ta giao tiếp trong cuộc đời. Như ngựa hiền chạm roi, con ngựa vốn nó hiền, con ngựa lành, nhưng khi nó chạm roi thì nó sợ. Vì vậy nó hết lòng, nó cởi ngựa, nó cởi xe, nó chở người theo cái ý muốn của họ. Thì người tu tập cũng phải hãy nhiệt tâm hăng hái. Tại sao mình không nói là từ khác mà phải nhiệt tâm? Nhiệt tâm là gì? Là cái tâm huyết, là cái lòng của người đó hết sức cố gắng. Ví dụ ai tới làm một cái việc gì cho mình mà rất là tha thiết, rất là hết lòng, nói trời ơi cái anh này anh làm việc rất là nhiệt tâm, nghĩa là anh để ý từng ly từng chút, chăm chút cái sự việc. Còn cái người mà làm hờ hững kêu là cái gì? Tâm vô tâm.
làm cà lơ là, làm cà lơ phất phơ cho nó có chuyện để làm, chứ đâu có nhiệt tâm. Thật cái người nào mà nhiệt tâm mình nhìn mình biết, người ta quan tâm từng ly từng tí. Nội cái đừng có nói cái chuyện gì, nội cái chuyện úp chén vô trong tủ thôi. Người mà nhiệt tâm mà úp, úp mở tủ nó không đổ. Còn mở tủ ra, vụt chén vô đại, mở ra nó rào ra hết. Tại sao? Tại vì chén bự mà nằm trên cái chén nhỏ, cái dĩa nhỏ mà nằm trên cái dĩa mà nằm trên cái tô, một lát nó đổ hết. Cho nên làm việc gì cũng có sự nhiệt tâm. Thì khi mình làm có sự nhiệt tâm, tu hành cũng phải nhiệt tâm. Đâu phải là mình cạo cái đầu, mình đắp cái y cái là mình là người tu. Người tu hay không, nó người ta sẽ nhìn ra do cái chữ tu tập chánh niệm của mình, cái cách nói chuyện của mình, cái cách mà mình hành xử với mọi người như thế nào. Cho nên hãy nhiệt tâm hăng hái. Hăng hái làm gì? Với tính, giới, tinh tấn, ba món: niềm tin, đạo đức và siêng năng, nỗ lực. Rồi gì nữa? Thiền định và trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch tức là mình lựa chọn. Hãy lựa chọn những cái gì mà nó phù hợp với mình để chúng ta tu tập và chúng ta làm. Ăn thì mình lựa, mặc quần áo lựa, cái gì cũng lựa. Lựa chi? Lựa cái tốt nhất. Nhưng mà sống nói không lựa lời, ngồi không lựa chỗ. Cho nên ông bà mình nó nhắc con cháu đâu có nhắc gì đâu, ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Cho nên mình nhìn lại mình thấy ông bà mình ngày xưa quan tâm cái đạo đức, quan tâm cái hạnh kiểm nhân phẩm của con người. Cho nên ông bà mình dạy rất chi tiết, rất kỹ lưỡng. Đâu có dạy con mình ra đường nhớ lấn lướt người ta nghe không. Ai đánh con một con phải đánh 10 nghe không. Ông bà không bao giờ dạy như vậy. Mà ông bà dạy cái đạo đức để sống. Sống để làm gì? Sống như thế nào dù con sống rồi con chết, nhưng mà con sống đẹp trong lòng người. Còn con sống mà để cho người ta nghe tới tên con, người ta đổ mồ hôi hột, người ta rùng mình, người ta le lưỡi, người ta né tránh. Hoặc con, người ta thấy con đằng kia, người ta né đằng này, là mình biết là mình. Mà tại sao mình mang thân tướng con người mà người ta gặp mình người ta sợ như ma vậy? Là cái cách sống của mình. Cho nên trạch pháp là hãy lựa chọn cái chánh pháp mà sống. Cho nên cuộc đời khi chúng ta làm một cái điều gì cho bản thân, thì chúng ta hãy nên tư duy, tìm ra cho được cái đạo lý trong cái việc đó để chúng ta sống. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện này lắm. Chẳng hạn như mình đi ra đường cái mình phải chỉnh chu cái thân mình, áo mình, tóc mình, đâu có sao, điều đó rất tốt. Thì nếu mà chỉnh chu được cái tướng mình á, thì mình hãy chỉnh chu luôn được cả con người của mình. Để chi? Để nó trọn vẹn. Cho nên á, cái điều mình muốn nói tốt rồi đó, nhưng hãy học thêm cái cách nói để cái điều mình muốn nói nó được trọn vẹn, vừa bày tỏ được cái điều muốn nói và làm cho người mình muốn nói là mình muốn người ta nghe. Mà nếu mình học được cái cách nói thì người ta sẽ lắng nghe. Còn nếu mình muốn nói những điều mình nói mà không học cách nói, người ta chả thèm nghe, mình lại thêm cái cục tức. Mình nói mà không ai nghe thì mình tức. Thế thì mình không nhìn lại tại sao mình nói người ta không nghe. Thì mình nhìn lại cái cách đó Để cho mình làm gì? Mình chỉnh đốn thì gọi là tu. Cho nên với tính giới, tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ. Minh là gì? Là hiểu biết. Hạnh là gì? Là hành động. Con người á, hiểu và hành nó phải trọn vẹn với nhau. Cho nên Đức Phật á, có đủ 10 cái năng lực, 10 cái mà người ta kính Đức Phật. Trong đó Đức Phật có một cái gọi là minh hạnh túc. Túc là đầy đủ, nghĩa là người có đầy đủ cả hiểu và làm. Còn bây giờ mình hiểu thì rất nhiều mà làm không bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại có khi làm rất nhiều mà không hiểu gì hết. Nhưng mà thưa đại chúng là mình làm mà không hiểu thì hư chuyện không? Hư. Anh quậy giùm tôi gói bột là bánh bao. Đi vô lấy bột bánh xèo nhồi. Cũng là nhồi bột nhưng mà
mình người ta nhờ mình là nhồi bột bánh bao, mình không biết bột bánh bao ra sao, mà không lấy đúng nhầm cái bột bánh bao, mà lấy cái bột bánh xèo mà không chịu hỏi. Mà ta nói ông có lấy đúng bột không? Trời ơi, tôi làm hoài mà còn hỏi. Thấy không? Thầy nói ngược lại, có nhiều khi làm mà không hiểu cũng hư sự. Mà hiểu mà không làm thì sao? Uổng quá. Cho nên hiểu và làm trọn vẹn gọi là minh hạnh túc. Mà người có đầy đủ cái minh hạnh túc thì người ta thương, người ta quý. Cho nên Đức Phật á, Đức Phật chưa bao giờ Đức Phật nói quý vị hãy ca ngợi tôi, quý vị tán thán tôi. Nhưng mà sở dĩ ngày nay chúng ta ca ngợi Đức Phật là vì mình nhìn vào cái đời sống Đức Phật. Đức Phật có những cái đức hạnh gì, mình đem cái đức hạnh đó ra mình tán dương. Ví dụ mình nói mỗi lần mà người ta tới chửi mắng Phật, Phật không có trả lời. Rồi các vị mới hỏi như vậy Phật khinh người ta sao? Dạ không, tại vì người ta đang giận, mình nói là theo thêm chuyện cho mình im lặng để cho nói ta trút hết cơn giận, rồi từ từ mình nói cho ta nghe. Rồi ngài có giận người ta không? Người ta đang giận mình mà người ta giận không đúng, người ta hiểu lầm. Mình giận người ta là mình dở giống họ sao? Chưa phải vừa khéo vượt tất cả mọi cái khó khăn trong cuộc sống. Mình thấy Đức Phật như vậy cái mình nói, ồ, Đức Phật là đấng thiện thể, ngài khéo vượt qua tất cả mọi cái khổ lụy của cuộc đời. Cho nên mình tự mình nhìn Phật tu mà mình khen Phật, chứ Phật đâu có nói tôi là thiện thể, là người khéo vượt, mà do mình nhìn thấy được cái đức hạnh đó mà mình khen. Rồi mình nhìn thấy Đức Phật là người nói và làm ngang nhau. Cái gì Phật biết Phật nói, mà cái gì mà Phật chưa biết Phật phải hỏi. Bằng chứng nè, người ta đến người ta thưa Phật, các thầy thưa với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, thầy đó đó nói rằng á, Đức Thế Tôn ca ngợi ngũ dục, thầy đi khoe khoang với người ta như vậy và thầy sống như vậy, nếu mà Đức Phật mà giống mình á, vậy đó hả, để tôi đi mắng đi chửi nó coi. Đức Phật không làm như vậy. Đức Phật gọi thầy đó lại, thầy, tôi nghe người ta nói thầy nói tôi như vậy có đúng không? Thì thầy kia nói dạ đúng, con nghĩ Phật nói vậy. Ở đâu mà thầy nghe tôi nói như vậy? Quý vị mở lại cái bài kinh Người Bắt Rắn, rồi kinh là Người Biết Sống Một Mình. Thầy đó hiểu lầm cái cách sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi chợ một mình, khất thực một mình. Ý của thầy là làm cái gì một mình là kêu là người biết sống một mình. Nói theo tiếng miền Nam, miền Tây là mình ơn đó. Ăn mình ơn, ngủ mình ơn. Thì thầy hiểu lầm như vậy. Thì Đức Phật gọi lại, tôi nghe người ta nói như vậy có đúng không? Thầy nói dạ đúng, con thường đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, vân vân. Đức Phật nói, tôi không nói thầy không đúng, nhưng mà tôi sẽ chỉ cho thầy một cách sống một mình nó đúng hơn. Dù thầy sống một mình ở trong phòng, trong cốc, nhưng mà tâm thầy luôn luôn nghĩ về quá khứ, khổ về quá khứ, lo lắng tương lai, thì thầy vẫn không phải là người sống một mình. Tại sao? Ở trong phòng một mình mà tâm bận rộn quá khứ tương lai thì đâu phải một mình. Như vậy thì cái người biết sống một mình theo tinh thần nhà Phật là gì? Không khổ đau quá khứ, không lo nghĩ tương lai. Chữ lo không bao nghĩ là không phải là không lo gì hết nha, mà không có đeo đuổi, mà không quên cái hiện tại, thực chứng là ở ngay giây phút hiện tại. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả là trả giá đó, không có thể nào trả giá, đúng không? Không thể nào trả giá. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Như vậy á, thì mình thấy là Đức Phật là người nghe cái việc đó, nhưng ngài không bao giờ ngài nói liền nếu ngài không có confirm. Không có confirm, cho nên mình thiếu cái sự kiểm chứng, hay la ẩu lắm. La xong vậy xong nói sớm. Tới hồi ta giải thích xong mình mắc cỡ, mình hổ thẹn, mình nói vậy. Cho nên học cái cách đó. Như vậy thì Đức Phật là người sống như thế nào, và chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta ca tụng. Cho nên mình ca tụng Phật có 10 đức hạnh: minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư,
vân vân. Cho nên thiền định cùng trạch pháp minh hạnh đủ chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ý thức rõ ràng giây phút hiện tại. Đó, bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị biết quý vị đang ngồi đây. Cái chân mình nó đau, mình ý thức chân mình đau. Mình đến đâu mình có ý thức, mình có chánh niệm thì thứ nhất mình sống rất là có điều độ. Và đồng thời mình không làm những cái điều gì quá đáng để bậc thức giả có thể chê cười. Lời trong kinh Từ Bi phải không? Người mà biết sống là người luôn luôn có tư duy, có cách sống, luôn luôn suy nghĩ cái gì để các bậc thức giả không có thể chê cười mình. Thưa đại chúng, nhiều khi á, mình cố gắng vậy đó, vậy mà còn sơ sót, vậy mà còn chưa thoát được tay của những người mà người ta luôn luôn đi tìm tòi những cái xấu dở để người ta chỉ trích. Huống chi là mình không quan tâm, không quan tâm, mặc kệ thì nó còn tới mức độ nào. Cho nên qua hai câu kinh này á, Đức Phật chỉ nhắc chúng ta mấy việc. Thứ nhất, có tâm hổ thẹn. Thứ hai là chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm để chúng ta tự tỉnh thức, chỉnh đốn như con ngựa mà nó tránh được cái lằn roi. Câu cuối cùng, người trị thủy dẫn nước, là câu 145 á. Kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều thân. Đức Phật nói cái này cũng đơn giản thôi. Hễ người mà dẫn nước, người mà người ta chuyên về đường nước thì người ta sẽ dẫn nước. Người làm cái mũi tên thì người ta lo nắng tên. Người làm thợ mộc thì lo liên quan tới ván gỗ. Mà người thì tự điều. Tự điều là gì? Tự mình điều phục. Và mình tự điều phục cái gì? Điều thân và điều tâm. Cho nên ngồi thiền đó, quý vị tập ngồi thiền. Chủ nhật quý vị lên đây nè, lên sớm một chút, đừng đợi tới trễ mới lên. Đừng để tới trễ lên ngồi cái điều thân được nó lật đật. Mình lên sớm nha, ngồi trên cái tọa cụ, cái cục vuông chùa để đó, ngồi lên đó, rồi cái lưng mình nó thẳng, cái vai mình nó buông thư, rồi hai tay mình sao, ngồi mà điều chỉnh cái đó gọi là điều thân, tức là điều chỉnh cái thân là một chuyện. Chuyện thứ hai, bắt đầu mình hít thở, điều hòa cái hơi thở mình để cho cái tâm mình nó an tịnh theo cái hơi thở của mình, gọi là điều tức. Điều tức tức là điều chỉnh hơi thở. Hồi nãy mình lên mình thở hổn hển, thở mệt quá trời, giờ nhắm mắt lại đi, cái thở hít vô thở ra cho nó điều hòa. Đi làm về mệt đừng làm việc liền, kiếm chỗ ngồi, kiếm chỗ ngồi buông thư hít thở. Tại vì mình đang mệt á, mình đang mệt á, mà mình làm việc mình cố gắng, nhất là mình suy nghĩ, nó rất ảnh hưởng đến cái sức khỏe về cái vấn đề tai biến. Cho nên khi mệt á, là chúng ta phải tìm chỗ chúng ta ngồi hít thở để điều hòa lại thân của mình. Và điều chỉnh lại như vậy á, thì gọi là điều tức. Hai điều rồi phải không? Điều thân, điều tức. Rồi cái thứ ba là gì? Điều tâm. Điều tâm là điều sao? Trong khi mình hít thở, thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra, thở vô, niệm A-di, thở ra, Đà Phật. Nếu ai thích, niệm Phật. Còn không thì thở vô, thân khỏe, thở ra, tâm nhẹ. Mình nói như vậy, lát cái mình làm cho cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng ra. Cái nó xen vô một câu. Nó nói, giờ này ở đó mà thở, lo đi nấu cơm đi. Cái tâm mình nó nghĩ mà, cái tâm mình nó luôn luôn nó suy nghĩ đủ thứ hết á. Cái mình nó vừa khởi lên như vậy, mình biết liền buông nó ra. Tôi mà không khỏe, tôi nấu không ngon. Buông ra. Cái hỷ cái gì nó vào trong đầu mình trong lúc đó đó, mình đừng có theo nó. Nhận diện nó, nhưng mà thả nó ra, đừng theo nó. Rồi cứ trở về với hơi thở, cái đó gọi là điều tâm. Điều cái tâm, điều phục cái tâm mình, không để cái tâm mình những cái khác nó xen vào. Mà giây phút này chỉ có mình và hơi thở thôi. Cho nên vị nào á mà hay bị mệt nè, tinh thần căng thẳng nè, bị stress đó, thấy không? Rồi bị trầm cảm, là bị depressed nè, lo lắng nè, vân vân. Mỗi ngày quý vị chịu khó, quý vị tập 15 phút hít thở.
15 phút trước đi, ngồi như nãy và nói ba việc: điều thân, chỉnh cái cách ngồi cho nó thoải mái cho chính mình. Rồi kế đó là điều tức, tức là hít thở đều đặn, nhưng mà nhớ hít thở bình thường nghe. Này đứt hít hồi đứt hơi chết. Thở bình thường thôi. Mình để cái hơi thở mình vô ra bình thường. Mà bây giờ á, là mình ngồi đó mình biết những hơi thở đó. Xưa nay mình chưa hề biết. Quý vị, chúng ta có bao giờ ngưng thở không? Có ngưng không? Phải không? Ngưng chết ngắt rồi. Phải không? Nhưng mà chúng ta không hề biết mình thở. Cho nên bây giờ cái cách điều tâm là trở về với hơi thở. Chỉ có hơi thở của mình, mình trở về với hơi thở mình thì tâm mình không nghĩ chuyện khác. Chừng đó tâm mình bắt đầu tỉnh. Tâm mình xưa nay lăng xăng dữ lắm, cho nên bây giờ đừng nghĩ gì nữa hết, nghĩ một việc thôi, đó là hơi thở. Cho nên chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm là việc gì biết việc đó. Thì ngay trong khi mình ngồi biết một việc thôi, hơi thở. Còn những cái khác nó xen vào, thả ra, đừng theo nó. Thì ngồi thiền làm là mình ngồi làm gì? Điều chỉnh ba chỗ: điều thân, điều tâm, điều tức. Đó. Cho nên Đức Phật dạy á, người nào có việc nấy. Người dẫn nước, người trị nước dẫn nước, người làm tên nắng tên, người thợ gỗ, người thợ mộc thì lo ván lo gỗ, người mà bậc tự thân phải biết điều thân. Còn bây giờ nói cách khác nha. Dù ông này là thợ gỗ, ông kia là ông dẫn nước, ông nọ là ông thợ là người làm tên, nhưng nếu cả ba người này mà không có chánh niệm thì việc làm của họ cũng không đến nơi đến chỗ. Vì vậy rốt cuộc cái gì là nhất? Chánh niệm là nhất. Người mình mà có chánh niệm á, nấu ăn cũng ngon hơn. Mình chánh niệm á, may vá cũng đẹp hơn. Người có chánh niệm á, dọn dẹp sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Vì chánh niệm là gì? Ý thức rõ ràng việc mình đang làm. Người mà có chánh niệm chuốt mũi tên không có bị thương, bào gỗ không bị thương, dẫn nước không có hư đường nước, thí dụ vậy. Cho nên đây là nói về cái khả năng riêng của mỗi người. Nhưng cuối cùng tất cả mọi ngành nghề trong cuộc sống này, dù đời hay đạo, đều cần có chánh niệm. Vì khi có chánh niệm là chúng ta làm việc được tốt hơn. Lái xe có chánh niệm thì lái cẩn thận hơn, lái không over speed, lái không có bị ăn ticket, chỗ nào có những cái bảng mình phải ghi. Cho nên nhiều khi mình làm việc từ thiện mà không có chánh niệm thì cái việc từ thiện đó có thể nó đưa đến cái sự khổ sở, cái sự phiền não của mình. Còn mình có chánh niệm thì việc làm đó nó không đến nổi. Thì đây là chúng ta ráng học hết ba câu này để chúng ta kết thúc cái phẩm đao trượng. Tuần sau chúng ta sẽ bước qua phẩm mới của kinh Pháp Cú. Tuần sau mình bước qua phẩm thứ sáu, phẩm khác ở câu 146. Thì xin chúc đại chúng an lạc. Và như từ hôm dịch bệnh đến giờ đó, mỗi cuối tuần chủ nhật, nếu Pháp Hòa có cơ hội được sinh hoạt với đại chúng thì chúng ta lấy kinh Pháp Cú ra chúng ta học, mỗi lần vậy một hai câu để chúng ta hiểu thêm được cái đạo lý trong này. Rồi thưa đại chúng, quý vị nào mà muốn đó thì search ở trên mạng kinh Pháp Cú, mà nó rất là nhiều bản, thì quý vị đọc trong kinh Pháp Cú thấy câu nào hay thích nên chép ra. Hoặc là quý vị chép trọn bộ quyển kinh Pháp Cú rồi bắt đầu mình sẽ khoanh số những bài kệ mình thích nhất, học thuộc lòng trước mấy bài đó. Vì mình sẽ, mỗi người mình á có một loại bệnh khác nhau, rồi mình chọn trong đó những câu nào mà nó tương ưng với cái bệnh của mình, cái tâm bệnh của mình khoanh mình học, để mỗi khi cái bệnh mình nó lên cơn á thì mình đọc cái bài này lên để gì? Như uống thuốc vậy đó. Người bệnh tim thì uống thuốc tim, người nhức đầu uống Tylenol, mình tâm bệnh thì mình uống thuốc kinh Pháp của Phật. Mà nhất là kinh Pháp Cú này, nhiều câu trong này rất là hay, mà giúp cho mình được rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như Pháp Hòa rất thích cái câu: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nhưng mà ngược lại,
nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Thì mình học hai câu đó để làm gì? Để khi mình nghĩ cái gì nó tiêu cực, đọc cái câu đó lên giúp cho mình. Uống như một uống một viên thuốc. Cái này là pháp dược ha. Đây là pháp dược, tức là thuốc pháp à. Còn những cái kia là bệnh dược thôi. Uống thì trị thân bệnh, đây là trị tâm bệnh của mình. Thì Kinh Pháp Cú là một bản kinh mà hầu như các nước Phật giáo, nhất là các nước như là Campuchia, Lào, Thái Lan, phần lớn cư sĩ tại gia học thuộc quyển kinh này nha. Phật tử tại gia phần lớn là thuộc Kinh Pháp Cú đó, để mà các vị ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì hôm nay chúng ta học rồi, Pháp Hòa cũng khuyến khích thêm để đại chúng chép kinh và học những cái bài kinh này. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Đầy đủ duyên lành, con được trở về đây lần thứ nhì để kính thăm toàn thể đại chúng và có buổi sinh hoạt với tất cả quý vị tối hôm nay. Đại chúng chiều nay có khỏe không? À, hôm nay là ngày thường, ngày đi làm mà quý vị vẫn thu xếp được về đây đông đủ như thế này. Tối hôm qua ở chùa Linh Sơn cũng rất đông và tối hôm nay cũng vậy. Thì mặc dù sức khỏe không cho phép, nhưng khi thấy đại chúng nỗ lực, tinh tấn, ham cầu Phật Pháp như vậy thì tự nhiên Pháp Hòa cũng phải ráng theo. Thì nếu mà Pháp Hòa nói chuyện không có được rõ lắm thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho nha. Và cũng xin cảm ơn hai vị bác sĩ. Hồi chiều trước khi phi Pháp Hòa tới đây là trước khi ra đây là đã được bác sĩ cho tiêm được hai mũi thuốc coi như là tăng cường sức khỏe để mới có thể được ngồi đây với quý vị trong giờ này, chứ hồi chiều giờ là quải lắm. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta ở trong cuộc sống, dù là mình ở ngoài đời hay ở trong đạo, đã là cuộc sống của con người và chúng ta phải có những cái sinh hoạt của con người. Thì chúng ta thôi gọi là hoạt động hay là sinh hoạt. Sinh hoạt hoặc là hoạt động mà cũng là sống. Cho nên trong cái khi mà chúng ta sinh hoạt với nhau đó, và ai cũng mong muốn mình phải có những cái việc làm nào cũng muốn được trọn vẹn, thành tựu tốt đẹp. Nhưng mà cuộc sống thì không bao giờ nó thành tựu trọn vẹn, tốt đẹp mãi mãi như ý mình. Lâu lâu nó cũng phải có những cái trục trặc. Ví dụ như mình có cái máy xài thì lâu lâu nó phải hư, chừng kêu là máy móc. Mình có tàu mình đi thì lâu lâu nó phải hư, kêu tàu bè. Mình có tiền mình xài, nhưng mà tiền này nó cũng mỏng manh lắm, cho kêu tiền bạc. Và việc gì mình làm á, nếu nó không có thử thách thì chúng ta không có học hỏi, chúng ta không có từ đó mà chúng ta vươn lên. Một chuyện dễ dàng như là nấu ăn, nhưng nếu không có những cái lần thất bại thì cái nấu ăn của mình nó không có rút tỉa những cái kinh nghiệm, và nó phải có những cái thử thách. Quý vị đọc mà sử của các bậc thánh, thì ví dụ như là cuộc đời của Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng phải trải qua những cái khó khăn, những cái gian nan, những cái thử thách để Ngài có thể thành tựu được mọi việc như ý mình. Và trên cái con đường tu tập thì chúng ta nhất định phải có những cái thử thách mà chúng ta thường gọi là khảo. Thí dụ như mình nói, ô, cái người đó nó tới đây nó khảo tôi đó. Thì chữ khảo là gì? Như là thử thách mình, khảo đảo mình. Nó thử thách, nó làm cho mình thất điên bát đảo, nó làm cho mình thối lui, không muốn tiến tới. Mình nghĩ rằng những cái khảo đó là những cái gì nó
nó nghịch ý mình. Cho nên có một cái gọi là nghịch khảo. Nghịch khảo là sao? Nghĩa là mình muốn đường, nhưng mà luôn luôn nó có những cái sự chống bán, và luôn luôn nó làm cho mình khó chịu, phiền não, để mà mình nản lòng, thối chí, mình không muốn tiếp tục. Cái đó gọi là nghịch khảo. Mình có bao giờ mình gặp những cái nghịch khảo đó không? Có không? Có. Mà nhiều khi đâu phải ai xa đâu, ngay cả người thân của mình. Ví dụ như mình muốn tụng kinh, nhưng người đó không thích nghe mình tụng kinh. Mỗi lần mình tụng kinh thì làm những cái hành động, những cái thái độ làm cho mình khó chịu. Hay thậm chí mình là một Phật tử đi chùa, nhưng mỗi lần mình vô chùa mình gặp cái người đó thì người đó luôn luôn nói những cái lời nói, hành xử làm cho mình khó chịu, làm cho mình nản, mình không muốn đi chùa nữa. Thì cái đó gọi là nghịch khảo. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mình gặp cái cảnh nghịch như vậy đó, mà mình vượt qua được đó, thì mình mới thành tựu được việc lớn của mình. Vì vậy cho nên đó, khi mình tu tập đó, hay là sống ở trong đời đó, mình muốn mình đạt được cái thành tựu đó, đó mình phải đặt cho mình một cái chí hướng. Cho nên thường mình có kêu là cái chí hướng, chí là gì? Cái chỗ đó, cái nơi đó mình phải hướng tới. Cho nên đó, mỗi lần mình vô mình tụng kinh đó, trước khi mình vô tụng kinh là phải làm, mình phải làm ba lạy, mà lạy nào cũng phải là chí tâm. Sắp sửa ngồi xuống tụng thời kinh một tiếng đồng hồ này, mà tâm anh chưa có chí tâm, tức là tâm mình phải hướng về cái chỗ đó, thì thời kinh của mình sẽ bị vọng tưởng. Cho nên các tổ bày ra một cái nghi thức, trước khi chúng ta tụng kinh, chúng ta phải đảnh lễ Tam Bảo, và chúng ta xướng cái câu chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ là gì? Một lòng con hướng về để con đảnh lễ. Mà hướng về ai? Hướng về Phật, Bồ Tát, Tam Bảo. Cho nên mình sống phải có một cái hướng, và chính cái hướng đó nó sẽ làm cho mình vượt tất cả. Thí dụ Pháp Hòa đã nhận lời hai chùa Linh Sơn và Trúc Lâm. Nhưng mà quý vị biết cái ngày Pháp Hòa bay tới đây á, là tối thứ hai á, còn khỏe rua, cái 10 giờ tối đêm đó nó bắt đầu tự nhiên người nó khó chịu, nó sốt. Ngày hôm nay, ngày hôm qua cũng vậy, trước khi ra đi lên Linh Sơn mệt dữ lắm. Nhưng mà tại vì lỡ nhận xô rồi. Rồi ngày hôm nay cũng vậy, nếu mà ở nhà là mình nằm bẹp rồi, nhưng mà giờ xô đã nhận, thấy không? Thông báo rồi, thông báo hết rồi, mình cũng có quyền mình nói mình mệt, mình nghỉ, nhưng mà không được, mình phải cố gắng. Tại vì mình biết rằng mình có thể làm được, mặc dù mình bệnh, nhưng mà cái bệnh mình nó chưa đến nỗi. Tại vì có cảm, có sổ mũi, có gì đi nữa, nhưng cái giọng nói mình nó chưa mất hẳn, thì cũng phải cố gắng, có cái chí hướng đó, cho nên vượt được hết. Thì cái bệnh này nè, nó cũng là một loại chướng, nhưng mà lâu lâu thôi. Còn ví dụ như mình ở nhà, mình sắp sửa tụng kinh cho bắt đầu, cái này kia nó xảy tới cũng là trở ngại. Nhưng mà cái chướng đó không bằng cái khảo, tại cái khảo nó làm cho mình khó chịu lắm. Chẳng những thí dụ như mình sắp sửa đi để đi chùa hay đi đâu làm việc gì đó, thì người ta có chuyện gì nó tới đó, rồi con mình bận việc này việc kia phải nhờ mình, nó chướng thôi. Còn cái khảo á, chẳng những nó không cho, mà nó có những lời nói khó chịu, nó châm chích, nó chỉ trỏ, cái đó gọi là khảo. Thì cái mà nó làm cho mình trái ý nản lòng gọi là nghịch khảo. Mà quý vị biết các thầy hành đạo luôn luôn gặp những cái nghịch khảo. Cái thứ hai là gì? Thuận khảo. Bây giờ không phải nghịch nữa mà thuận nghe. Chữ thuận là gì? Nó đi theo cái ý của mình, thuận lắm. Pháp Hòa ví dụ như có một Phật tử muốn mỗi ngày 7 giờ tối ở nhà có thời ngồi thiền tụng kinh. Sắp sửa hết rồi, tại vì mình nghĩ cái công việc của mình có thể làm được. Đùng một cái mình được tăng chức, tăng lương.
tăng chức tăng lương ai cũng khoái, nhưng mà tăng chức tăng lương thì phải ở lại làm việc hơn chút. Cái thời giờ mình đã định tụng kinh ngồi thiền mỗi tối đó, giờ nó không được như ý mình, nhưng mà nó đâu có làm gì mình khổ đâu. Cái này được tăng chức tăng lương mà. Cái đó gọi là thuận. Thuận là những cái nó làm cho mình xuôi, đi theo cái dòng đó rất là thoải mái. Cho nên á, các thầy cũng sợ cái thuận khảo đó. Mà người tu ngủ, ngủ bằng cái giường, cái giường nhỏ thôi. Để chi? Để không bị cái thuận khảo là gì? Nếu ở cái giường bự quá, giường to quá thì tha hồ mà lăn. Mà lăn thì ngủ ngon, chăn em đẹp ấm. Cho nên mình làm cho mình đắm chìm ở trong cái thuận lợi đó, cái êm ấm đó. Cho người tu ở trong chùa mỗi người một chiếc giường nhỏ, kêu là cái đơn. Thay vì mình kêu là giường chiếc thì các thầy ở trong chùa, nhà chùa gọi là cái đơn. Đơn là đơn độc, cái giường đó đủ một người nằm. Ngày xưa Việt Nam á, cái đơn nó như cái hộc vậy đó, dở ra đóng mà kiểu như cái hộp dở lên dở xuống được. Mền gối tập vở để gì đó hết à, tối sáng ngủ dậy là xếp hết mền gối để trong cái đơn đó cất. Rồi trên này làm như cái giường để mình ngồi học bài vậy. Tối ngủ dở ra, mỗi thầy tài sản chỉ có cái đơn đó thôi. Tất cả những cái gì tập vở thì bền gối quần áo để trong cái đơn đó, mỗi thầy có một cái đơn đó. Vì tránh cái trường hợp gọi là thuận khảo. Còn hồi xưa mà thời Phật các thầy ngủ dưới gốc cây á, Đức Phật còn không cho ngủ dưới một gốc cây quá ba đêm. Tại vì nhiều khi á, mình tới đó mình ngủ cái mình tìm được chỗ cái bắt đầu mình lót. Rồi cái gốc cây này gối đầu êm ấm quá rồi nằm hồi cái dù là dưới đất nằm thôi mà nó thuận quá cũng đắm chìm thích thú đó. Cho nên tránh trường hợp đó. Để làm gì? Để mình không có bị quên lãng cái chí hướng của mình. Có nhiều khi mình định đi đâu đó, nhiều trên đường đi có những chỗ mình ngồi chơi thích quá. Nhiều khi mình coi phim quá giờ tụng kinh, tại phim hay quá, để coi hết tập này có kết cục đó làm sao. Chứ thôi ngồi tụng kinh mà cứ nhớ hoài, không biết cái đứa đó nó bị trưởng cái rầm nó chết chưa. Không biết cuối cùng phim này nó happy ending hay là sad ending. Cho nên những cái gì mà nó làm cho mình xuôi chèo mát mái thuận lợi, nhưng mà cái thuận đó nó sẽ làm trễ nải cái sự tiến tu của mình. Cái đó gọi là thuận khảo. Nghịch khảo, thuận khảo. Rồi quý vị có bao giờ bị những cái chuyện bên trong? Thí dụ á, gần đây Pháp Hòa nhận nhiều cái email của các Phật tử gửi: thầy ơi, sao tự nhiên con tu nó chập cái con khởi tâm nghĩ sống, mỗi lần con thấy chư tăng cái con muốn chửi, con thấy Phật con ghét trong nội tâm của mình. Hay là thậm chí mình khởi lên những cái nghi ngờ, những cái khó chịu mỗi lần mình tụng kinh, mình đọc câu nào mình thấy không tin. Thì tất cả những cái đó không có tội gì hết, nhưng mình nhận diện ra nó để mình biết rằng mình tu tập là mình sẽ gặp những cái cảnh khó, những cái khúc mắc. Cái đó gọi là nội khảo. Nội khảo là bên trong của mình, nó sanh khởi những cái ý nghĩ sằng bậy, nó sanh khởi những cái ý nghĩ nghi ngờ, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giáo lý. Thậm chí mình thấy ai làm điều thiện mình không có làm, nhưng mình khởi cái tâm: ồ, mấy người đó giả bộ chứ tu hành gì, đạo đức gì. Thấy người ta làm điều thiện, chẳng những không có khởi tâm tùy hỷ, không cho không sao, nhưng mà nhiều khi mình thấy người ta làm việc tốt mà tại sao mình không tùy hỷ được, mình lại khởi những cái lời nói khó nghe. Thì mình biết rằng giây phút đó mình bị một cái gọi là nội khảo. Thay vì nội tâm mình khởi lên những cái thiện thì nội tâm mình bây giờ khởi lên những cái xấu. Mình nghe em đang chai cái mình xì cái, mình nghe em đi chùa xì cái,
À, tu quá ha, à, mai mốt lên niết bàn nhớ kéo tôi nghe. Có không? Thỉnh thoảng quý vị có gặp mấy người đó không? À, đừng có buồn ta. Lỡ ta có nói vậy mình cũng đừng buồn ta. Mình biết ta đang bị gì? Bị nội khảo. Mình thấy người ta nói những câu đó, mình đừng có buồn họ, đừng có giận họ, mà khởi tâm hiểu. Phật dạy mình đó, có hiểu mới có thương. Mà tất cả những người nào họ đến với mình, họ có những lời nói, những hành động khó chịu, đừng có buồn họ, đừng có giận họ, mà khởi tâm suy nghĩ tại sao người này có những ý nghĩ tiêu cực, có những ý nghĩ mà gọi là thấp như vậy, là trong lòng họ không có cái thiện, không có cái tươi mát. Mình hiểu như vậy cái mình thương họ, mà chính cái tình thương đó, thứ nhất mình ôm ấp được họ, để tâm mình đó, thí dụ họ khởi cái tâm oán mình, trách mình, nói xấu mình, nhưng mình trách họ là cái tâm của mình tương đồng với họ bằng một hình thức khác, đó là hình thức trách móc. Rồi cuối cùng mình với họ cùng leo thang đi trên cái con đường hắc pháp. Không nên. Một cái người mà người ta khởi cái tâm xấu với mình, mà mình tiếp tục mình khởi tâm xấu họ ở một cái diện khác, cái con nhỏ nó tổn ưa, thì mình khởi cái tâm như vậy đó, tức là mình tương đồng, là mình có lý do là mình không ưa, là gì đó như thế này thì nọ thế kia, rồi người kia cũng nghĩ về mình thế này thế nọ thế kia, hai bên tương đồng cái pháp đó. Chứ mình tu á là mình muốn giải cái oan. Mình biết người đời này mình gặp những cái người mà sao mình làm việc thiện mỗi giờ mình được người ta tán thưởng á, thì mình biết rằng đó là một cái nghịch khảo của mình. Nghịch khảo của mình nhưng mà nội khảo của người đó, trong tâm người đó không có những cái thiện. Hay là mình đi chùa mà bạn cứ rủ đi chơi suốt à, mà thậm chí rủ đi chơi còn bao nữa chứ, bao mình đi chơi nữa cho nó khoái. Rồi cái thôi kệ đi, tu lúc nào tu cũng được, lâu lâu mới có người bao. Khi mà một người mà bao mình đi chơi thì trong khi mình đi tới cái đám, cái nhóm bạn mình chơi đó, có thể mình quen biết thêm nhiều người nữa, cái ta kết bọn em mình, cái ta bao tiếp nữa, cái từ sau đi tiếp. Thật là rốt cuộc rồi mình đi chơi suốt thời gian của mình không có nhiều. Cho nên là nội khảo, nghịch khảo, thuận khảo. Nhiều khi trong cuộc sống đó, mình bị người ta nói cái này nói cái kia là mình bị nghịch, nhưng chính cái người đó là bị nội khảo. Rồi thỉnh thoảng mình bị nội khảo, cho nên mình mới có những cái lời khó chịu với người kia. Rồi có một cái nữa gọi là ngoài cái nội khảo có một cái ngoại khảo. Ngoại khảo là gì? Những cái khảo, những cái thử thách bên ngoài, những cái thử thách bên ngoài. Có nhiều khi mình ngồi tụng kinh, hễ mình không tụng kinh thôi, mà hễ tụng kinh cái có người mở tivi lên, sắp sửa tụng kinh cái có người dẫn bạn vô nhà chơi hoặc nói chuyện, mình sắp sửa muốn làm việc gì khi có những cái cảnh duyên bên ngoài nó làm cho mình bị lôi cuốn. Mình đẹp trai mà sao đồ ăn mặn nó cứ lãng vãng trước mặt mình, mà món nào cũng ngon, món nào mình cũng khoái. Có đôi khi mình nhìn đó, đi ngang mình thèm lắm, mà tại hôm nay lỡ rầm không có sao hết. Quý vị có lỡ có sanh cái tâm thèm cũng chẳng tội lỗi gì, nhưng những giây phút đó mình biết tại sao ngày thường không có mấy cái đó. Ví dụ những ngày mình ăn chay đó là mình lại thèm mặn, mà những ngày mình ăn mặn mình chẳng thèm. Có không? Thỉnh thoảng vậy đó. Có những ngày mình ăn mặn thì chả thèm gì hết, mà những ngày mình ăn chay cái là bắt đầu bạc ti mời mọc. Rồi thậm chí những ngày mình tu tập buông mình ra tỉnh bơ, mẹ sắp sửa tụng kinh cái mình ngáp, ngáp muốn đi ngủ, hay là mình mở kinh ra mình nghe. Thí dụ như ban đêm mà quý vị mở pháp để cho quý vị ngủ đó, là Pháp Hòa được cái phước đó, Pháp Hòa được cái phước đó, ngồi thằng ngủ hết trơn. Nhưng mà mình biết rằng thí dụ á, mình vô chùa mình tụng kinh á, mình vừa dở tụng kinh ra là mình biết á, 5-10 phút sau là bắt đầu mình ngồi mình ngủ á,
ngủ đâu, từ trong bụng đó ngủ. Thì mình biết cái đó là những cái chướng, những cái ngoại khảo của mình. Rồi có những cái thì gọi là minh khảo. Minh khảo là sao? Nó rõ ràng. Thí dụ như cái người đó, người ta lộ cái tướng không thích mình, thì mình biết mình né được. Nhưng mà có những người, người ta đâu có lộ cái tướng chống mình đâu, người ta ẩn phía sau, người ta làm những cái chuyện phía sau lưng mình, người ta nói những chuyện sau lưng mình. Trước mặt mình người ta rất tốt, nhưng sau lưng mình người ta vô vàn những lời chỉ trích mình. Thì trước mặt chống mình để mình thấy rõ ràng cái đó, cái đó gọi là minh khảo. Nhưng mà có những cái nó phía sau mình thì gọi là gì? Ám khảo. Như vậy Đức Phật dạy, sở dĩ mà mình phân tích như vậy để làm gì? Để rồi mình thấy trong cuộc sống này tất cả các pháp, pháp nào cũng là pháp để mình nương vào đó trong tu đó. Dù là minh khảo, ám khảo, nội khảo, ngoại khảo, nghịch khảo, thuận khảo, cái gì nó đến mình nhận diện đó. Nhận diện nó thuộc về cái nhóm nào, để làm gì, để mình vượt đó. Khi mình làm việc đạo mà thuận lợi quá, làm đâu được đó, đôi khi mình thiếu tu nó cũng dễ bị rơi rớt là sanh cái tâm ngã mạn. Ồ, làm việc gì tôi có Phật phù hộ, việc gì cũng được chở che thành tựu hết, tốt. Nhưng mình nhớ là nếu mình giữ được cái tâm là cảm nhận là Phật gia trì, nhưng mà cũng luôn luôn có phải nghĩ rằng sở dĩ mình thành tựu được là nhờ hộ pháp, nhờ các vị Phật tử khắp nơi trợ duyên cho mình, chứ không nghĩ là này là phước của tự thân. Có, nếu mà một mình có phước mà không có những cái trợ lực, làm sao mình có thể mình thành tựu được. Cho nên không có khéo thì cái thuận khảo nó cũng làm cho mình bị lui sụp trên đường tu. Vì vậy cho nên khi mình gặp một cái nghịch, ai đó làm một cái nghịch, nói một cái điều nghịch với mình, thì mình biết rằng mình bị cái nghịch mà kêu người kia bị cái nội khảo, trong tâm họ có điều tốt. Rồi thỉnh thoảng mình cũng sẽ bị như vậy. Mình thấy người ta làm điều lành, mình có tán thán, nhưng mình nói những cái điều không có lành để mình hạ cái uy tín người đó, làm cho cái danh dự người đó không có. Vì sao? Vì mình bị một cái phiền não, trong đó gọi là tật đố. Thật ra tu tập á, có nhiều khi mình học Phật rồi mình nghe Phật điểm những cái điều tiêu cực, rồi nói chúng sanh mình đó, có nhiều người ta nghĩ rằng Phật giáo là tiêu cực, nói những cái điều nó rất là negative trong cuộc sống. Nhưng mà Đức Phật thì là cái bậc thầy thấy rõ tất cả mọi ngõ ngách, mọi cái tâm hành chuyển biến của mình, rồi chỉ cho mình thấy để chi, để cái gì nó khởi lên mình biết. Hồi sáng Pháp Hòa có chia sẻ với Phật tử, mình tu là để mình có một cái chánh niệm soi vào. Mình vẫn bình thường hết, mọi việc nó vẫn bình thường, nhưng mà hãy cái gì nó khởi lên là chúng ta biết rõ, để chúng ta soi cái chánh niệm vào đó. Để làm gì? Để chúng ta dừng lại. Ví dụ như là mình có một người thân, người đó bệnh nặng, có thể một đứa con, một đứa cháu của mình sinh ra nó bị những cái bệnh bẩm sinh. Nhưng mà thay vì mình oán trách trời đất không công bằng, mình nghĩ rằng mình ăn hiền ở lành mà tại sao mình phải gặp một đứa con, một đứa cháu như vậy. Mình gặp nhưng mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên nếu mà cái người mà tệ dở thì thấy không thương đứa con này, thầy đó là cái đứa tới đây để báo mình, làm cho mình cực khổ. Nhưng mà nếu mình soi vào đó, mình thấy mặc dù mình có chăm sóc nó, nhưng mà cái khổ đau bệnh tật thực chất là đứa nhỏ nó gánh, cho nên đó là nghiệp của nó. Còn mình á,
Nguyện chứ không có nợ nha. Nguyện chuyện đưa cái tâm mình thượng nó cao lên, mình nguyện chăm sóc một đứa nhỏ này bằng cách là mình để tâm tới chuyển nghiệp cho nó. Ngoài cái chuyện mình chăm sóc ăn uống, tắm rửa giặt giũ, bây giờ tất cả việc đó mình làm, nhưng mình sẽ đưa cái tâm nguyện cho nó tiêu trừ nghiệp chướng, thì mình vừa chăm sóc được nó ở mặt hình thức mà vừa chuyển được cái nghiệp của đứa con đứa cháu, và làm cho mình cũng thành tựu được cái pháp tu gọi là hạnh bạch pháp. Đức Phật dạy trong kinh đó, mỗi người chúng ta, nếu không mỗi ngày chúng ta có hai cái pháp để chúng ta đối diện. Một là bạch pháp, hai là hắc pháp. Bạch pháp là gì? Là cái pháp trắng, là tượng trưng cho pháp lành. Hắc pháp là pháp đen, tượng trưng cho pháp ác. Thành thử là nếu như hàng ngày mà mình khởi cái tâm đó, mình muốn, thí dụ như đấy, mình muốn có khả năng giúp đỡ cho những người nghèo, cái đó gọi là dục bạch pháp. Dục là muốn, nhưng mà mình muốn những cái điều thiện. Cho nên nếu như mà mình có một đứa con, đứa cháu mà nó bệnh, mình muốn cho con cháu mình tiêu trừ nghiệp chướng, hết bệnh hay là giảm bệnh, cái đó là ý hướng tốt. Nhưng mà mình mới có dục bạch pháp thôi, thì nó sẽ dẫn mình tới một cái pháp thứ hai, đó là hạnh bạch pháp. Tại vì mình dục là muốn, nhưng muốn thì phải làm. Hạnh mà, hạnh là cái thực hiện của mình đó. Thí dụ như thầy trụ trì ở đây nghe tin Pháp Hòa qua vùng Austin, thầy gọi qua bến liền. Thầy nói nghe tin thầy Pháp Hòa sắp qua, có ngày nào cho được bên chùa Trúc Lâm một buổi, thì Pháp Hòa nhìn lịch thì thầy có thể sắp xếp được buổi tối của thầy. Thầy rất là hoan nghỉ, mà Pháp Hòa cũng hoan nghỉ. Thì cái đó là dục bạch pháp và hạnh bạch pháp. Pháp Hòa muốn làm cái việc là những gì mình học được, mình tu được, mình đem chia sẻ cho người. Nhưng nếu Pháp Hòa không có sự trợ duyên của quý thầy đứng ra tổ chức, làm sao Pháp Hòa làm được, phải không? Cho nếu mà hôm nay mà không có thầy trụ trì, quý thầy ở đây, hay là ngày hôm qua chùa Linh Sơn, mình không gặp nhau được. Dù Pháp Hòa có muốn, quý vị cũng muốn, Pháp Hòa muốn nói, quý vị muốn nghe, thầy đây muốn tổ chức, phải không? Ba cái để gom lại, dùng bạch pháp đưa tới hạnh bạch pháp. Mình muốn ăn chay, có người làm đồ chay cho mình, mà người ta làm thì người ta muốn cho người khác ăn, mà mình thì muốn ăn, cho nên mình mới tìm tới người làm đó. Cho nên từ đó quý vị sẽ thấy, nhưng mà ngược lại, mình muốn làm việc xấu sẽ có những người cung ứng việc xấu cho mình. Ví dụ mình muốn đi chơi đánh bài thế nào rồi, tại cái tâm mình muốn vậy mà rà rà họ cũng trúng đài, cũng có người nhận mình đi. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa 7 tuổi đó, không có ai dạy mình hết đó. Nhưng tự nhiên trong bụng, trong lòng Pháp Hòa khởi một cái tâm là muốn đi chùa, mà không ai nói cái câu đó với mình. Gia đình Pháp Hòa không ai biết gì về Phật pháp hết đó. Tự nhiên 7 tuổi cái trong tâm là muốn đi chùa. Thì cự nhiên có một ngày đó, có bà cụ ở trong xóm: "Ê, mày muốn đi chùa không? Tao dẫn mày đi." Hai bà cháu dẫn nhau đi chùa. Pháp Hòa nhớ cái ngày đầu tiên qua đi chùa là ngày rằm tháng chín. Rồi xong rồi cũng đâu ai nói với Pháp Hòa là đi chùa phải làm gì. Tự nhiên Hòa chạy tới mẹ Pháp Hòa, Hòa xin tiền. Hỏi xin tiền làm gì? "Ngày mai rằm con đi chùa, con muốn mua nhang cúng Phật." Bà già không bao giờ nghe mấy cái từ đó, chưa bao giờ dạy mình. Nhưng mà tự nhiên trong tâm mình nó khởi cái tâm. Cho nên á, hàng ngày á, quý vị nhớ vậy nè, ngày nào tâm mình cũng khởi hết, không chỉ khởi chuyện này cũng khởi chuyện kia. Nhưng mà hễ mà khởi bạch pháp thì cái bạch hạnh nó tới.
Nhưng mà khởi hắc pháp, hắc pháp nó tới. Mình khởi cái gì nó tương đồng cái đó. Cho nên ví dụ mình lỡ khởi cái điều xấu, nhận diện liền, để cho nó ra, nó học về pháp xấu. Ai cũng ganh tị, thấy người ta hơn mình cũng hơi hơi tuổi tuổi thân chứ. À, tuổi thân với tỷ nó gần lắm, tuổi thân xong thành tuổi tỷ. Tuổi tỷ là ganh tị, tuổi vừa tuổi thân với tuổi tỷ. Thật ra tù tù chứ mấy cái đó thỉnh thoảng nó cũng khởi. Cái thì vừa khởi lên mình biết đã tu hành rồi. Tất cả đều tùy vào phước báo của mỗi người chứ. Mình đã không được cái phước có rồi mà giờ còn thêm cái tệ lậu nữa là tỷ ganh tỷ với người ta nữa. Đã không có được cái thiện mà còn thêm cái tâm ganh tỷ nữa thì sống dở. Mình tự biết thôi, không cần phải khoe với ai, cũng chẳng cần phải gì. Nhưng mà mình tu là mình phải làm sao nhận diện những cái tâm đó. Vừa khởi lên mình đi, nhất là mình đi làm, những cái chuyện này nó xảy ra dữ lắm. Tranh đua từng người khách, hơn nhau từng đồng bạc. Nhưng mà nhiều khi mình nghe ai khổ bỏ cả ngàn ra cho được. Mọi người làm chung với mình mà được trực tiếp hơn mình chút là bực bội lắm. Cái đâu có tội lỗi gì đâu, có tội gì. Nhưng mà những lúc như vậy mình dừng lại được, mình nhìn lại mình. Pháp Hòa hay nhắc sáng mở mắt, tối nhắm mắt. Mở mắt nhìn người, nhắm mắt nhìn mình. Có ai ngủ mà mở mắt ngủ không? Ngủ phải nhắm mắt. Mà khi nào tới cái ngày cuối, tai phải xuôi, mắt phải nhắm mới đi được. Ta kêu nhắm mắt xuôi tai. Chữ xuôi tai là gì? Buông bỏ hết. Không còn cái gì để mà mình phải buông bỏ. Nhưng nếu trong lòng của mình hiện còn sẵn đây, mình không có xả được những cái chuyện mà không cần thiết cho cuộc đời của mình. Cái gì cũng ôm, cái gì cũng tắm hết, làm sao xả. Cho nên đó, thật sự ra có người người ta chết dễ quá. Có người hoàng hoại không chết. Đâu phải muốn chết dễ đâu. Tại vì sao? Nó tùy vào cái phước lực, cái phước báo của mọi người. Nhiều khi mình thấy người đó ngủ đêm đi luôn, mình cũng hơi tiếc đó. Nhưng mà nghĩ cho cùng, ta đi thì ta khỏe, ta không có bệnh tật, ta không có phiền ai hết, ta ngủ đi luôn. Hay là thậm chí ta té cái rồi ta đi luôn, ta không có phiền hà, ta không có vướng bận gì hết. Cho nên những cái ý nghĩ mình khởi lên, cái đó gọi là dục. Nhưng mà cái chữ dục này á, mà mình khởi lầm thì cái dục bệnh pháp. Nhưng mình khởi xấu thì mà là dục hắc pháp. Và hễ cái gì khởi thì nó sẽ đi tới hành động gọi là hành. Rồi khi mà cái việc đó mình khởi lên, mình đi tới hành động, mà nó viên mãn được cái tâm nguyện của mình đó, là mãn túc công đức bạch pháp. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa sẵn sàng chia sẻ, quý vị sẵn sàng tới nghe, thầy trụ trì sẵn sàng tổ chức, rồi các cô trong bếp sẵn sàng nấu ăn để trợ duyên buổi chiều hôm nay, có người sẵn sàng tới xếp ghế, các thầy ở xa, các cô ở xa cũng sẵn sàng tới hỗ trợ. Mỗi người khởi cái tâm, tôi làm được việc này, con có thể làm được món ăn, con có thể tới xếp ghế, con có thể tới xếp âm thanh, đầy đủ hết. Giống như hôm nay, hai ngày này, có anh Bảo Khương từ Houston xuống để quay phim. Thì nếu mỗi người khởi một cái tâm niệm, tôi cũng làm được gì tôi quay phim, tôi cũng làm được gì tôi xếp ghế, tôi dàn dựng âm thanh. Thì mỗi người khởi một cái tâm dục, nhưng mà dục bệnh pháp phải không? Hành, đi tới hành động. Chiều hôm nay là gì? Mãn túc công đức bệnh pháp, trọn vẹn rồi. Người nghe, người nói, người tổ chức, người trợ duyên.
Cho nên vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Mình muốn con cái mình thành tựu lắm, chồng phải khởi cái tâm dục bạch pháp, hướng dẫn con cái mình như thế nào, cách sống hàng ngày của mình như thế nào, để đưa tới cái hạnh. Con cái của mình, nhà trường dạy là một phần, cách sống, cách ăn ở của cha mẹ hàng ngày nó cũng ảnh hưởng. Phong vào ví dụ, có những cha mẹ không thích ăn giá, thì không thích ăn giá thì đời nào ở nhà đâu có món ăn gì mà có giá, thì đứa con đó cũng phản ứng theo là nó không ăn giá. Mình ăn món gì mình thích thì nấu, nấu để ăn riết nó quen. Mình không thích món gì nó mình không mua, mà không mua nó biết ăn. Rất nhiều Phật tử không mà biết, hồi nhỏ gia đình là học, ba mẹ không thích ăn mắm chứ không bao giờ nấu mắm. Giờ vô chùa nghe chữ mắm là dội, dù là bún mắm chay, dù là mắm thái chay, dù là mắm chân chay, nhưng mà có chữ mắm là chạy ra. Tại vì nó bị ảnh hưởng cái tư tưởng mắm hôi thổi cũng ngon. Cho nên á, ăn thôi nó cũng ảnh hưởng, thì huống chi là cách sống, huống chi là cái cách suy nghĩ, huống chi là cái cách hành xử với nhau. Cho nên những đứa con á, nhiều khi nó lớn lên nó nóng nảy, nó quạo quọ, nó ngang ngạnh, một phần cũng có cái cách sống của cha mẹ trong đó, cái tập nghiệp của nó, cái túc nghiệp của nó là một phần. Nhưng mà nếu mà nó, cái chủng tử nó có, nhưng mình không phải là cái người sống, làm sao mình khơi dậy cái chủng tử đó được? Ai cũng có tham hết, nhưng nếu mình sống gần những người mà người ta sống tham, thì người ta tưới cái hạt giống tham đó, mình sẽ thao là mình tăng trưởng. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng được một cái duyên, trong cái xóm Pháp Hòa là khoảng 50 gia đình, nhưng mà gần như 30 gia đình ở trong, 20-30 gia đình ở trong cái xóm đó là những người biết tụng kinh. Cho nên Pháp Hòa ảnh hưởng cái tiếng chuông, tiếng mõ từ 4 giờ sáng. 4 giờ sáng thôi, nhà này tụng, nhà kia tụng, nhà kia tụng. Mình nhỏ quá đâu có biết tụng gì, nhưng đi lòng vòng và nghe. Có một cái chú đó, nhà chú ở trên sân thượng, sáng nào chú cũng tụng một phẩm kinh Phổ Môn rồi chú mới đi làm nha. Mà cứ sáng Pháp Hòa ngủ dậy, cái Pháp Hòa nghe dằn dằn xuống: con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện. Sao cầu an? Cầu cho thí chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời đến danh. Đâu có học, nghe ông tụng không mà nó vô trong cái đầu đó. Hàng xóm đó mà còn ảnh hưởng kiểu đó, đó thì huống chi là con cái ngay trong gia đình. Cho nên nó có cái Pháp Hòa có chủng tử thiện, nhưng nếu mình được may mắn mình ở trong cái môi trường tưới tẩm chủng thiện đó thì hạt giống nó lên. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình sinh ra là có những chủng tử thiện và những chủng tử bất thiện đó. Nhưng mà chúng ta có chánh niệm, cha mẹ có chánh niệm, có dục bạch pháp, có hạnh bạch pháp, thì thế nào tưới tẩm đứa nhỏ ít nhiều. Cho nên cái đó gọi là gì? Mãn túc công đức bạch pháp đầy đủ, vì chúng ta làm được cái việc đó. Quý vị thấy người Việt mình ra nước ngoài, từ từ mình chùa viện xây dựng, bây giờ đi đến đâu chùa lớn chùa nhỏ, nhưng mà chùa nào cũng rất trang nghiêm, Phật tử đông đúc, đông đảo về chùa tu tập. Thật sự ra quý vị ham tu, Phật tử ham tu, ham học. Nhưng nếu quý thầy không có muốn tổ chức, làm sao quý vị tới được? Quý thầy đâu có tạo duyên. Cho nên quý thầy phải tạo duyên, tổ chức tụng kinh, tổ chức giảng pháp, tổ chức khóa tu. Mà dù quý vị hạt giống đó nó cằn cỏi, không đi dự khóa tu được,
Nhưng mà trong 3 ngày tôi sẽ tới tôi nghe một bài giảng, hay là thậm chí tôi không giữ khóa tu được, thôi tôi gửi tôi cũng dường để giúp cho khóa tu. Bất cứ hình thức nào mình cũng đều tạo cái duyên cho cái hạt giống thiện ở trong mỗi người đó người ta khởi. Hồi xưa mình đâu có nghe danh từ khóa tu thường phải không? Sau này chữ khóa tu đó nó phổ cập, giờ một ngày cũng là một khóa tu, cuối tuần tổ chức một khóa tu một ngày. Thành thử ra ăn thua mình tươi tập. Cho đến khi nào mà mình viên mãn tất cả thì gọi là viên mãn công đức. Rồi là khi mà mình nhìn lại, mình thấy những cái việc làm của mình nó có kết quả tốt, cái gọi là chứng pháp. Chư Phật gọi bốn cái bạch pháp ha: dục bạch pháp, hạnh bạch pháp, viên mãn công đức bạch pháp và chứng bạch pháp. Mà trong khi quá trình mình thực hiện dùng bạch pháp, hành bạch pháp, chắc chắn phải có cái điều khảo mình. Phải không? Không có làm sao viên mãn công đức được. Đức Phật đi xuất gia, cái đêm mà thành đạo của Ngài biết bao nhiêu những cái khó khăn. Nhưng mà trong kinh đó là ma này tới, ma kia tới. Thật ra tất cả ma đó đâu bên ngoài hết á. Ma nó từ ở trong lòng của tất cả chúng ta. Ma tham, ma sân, ma si, ma ái. Ái là tình cảm. Mình đi tu hay là thậm chí mình đã có vợ, có chồng rồi, nhưng nếu mà mình không có chánh niệm, tình cảm của mình đó, nó cũng sung mãn, gặp ai mình cũng có thể để ý mình thương được. Mà mình không có chánh niệm thì nó sẽ lôi mình đi. Nó rất là bình thường. Lại chúng nhớ là tất cả những cái gì mình sinh khởi không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà nếu mình để cho nó lôi mình thì bắt đầu mình lao vào cái tội lỗi. Còn cái gì nó khởi mình nhận ra, nhận ra mình điểm tên đó, mình điểm đúng cái tên đó. Thí dụ mình vừa nổi sân, tôi đang sân, thì tự nhiên mình đi kiếm cái chỗ nào mình ngồi để cho tâm sân của mình nó lắng xuống. Ngày hôm qua có một cô đạo chúa, cái cô đến cái Pháp Hòa đâu có biết, thì cái tặng một sâu chuỗi. Cô nói: ủa chuỗi này là làm gì đây? Con đạo chúa nó giàu sao? Cô niệm kinh chúa. Thay vì lần chuỗi mân coi thì bây giờ cái sâu này cũng là một sâu đó mình. Quý vị cứ về, quý cô cứ về, cô đọc kinh chúa, cô lần chuỗi này cũng được. Đây là một phương tiện để giúp cho cái tâm mình định. Ngày hôm qua cô có nói mình làm gì nó có cái chánh hạnh đó, nhưng mà người khác trợ duyên cho mình gọi là trợ hạnh. Hôm nay thầy trụ trì khởi xướng pháp thoại là chánh hạnh, Phật tử về đây mỗi người mỗi vào tay trợ hạnh. Vợ chồng người chánh người trợ, chồng làm việc này vợ trợ duyên, vợ làm việc này chồng trợ, cho nên mình tương tục với nhau để làm cho cái điều tâm nguyện của mình. Không có ai mà nói với nhau rằng mình hãy đến với nhau để làm khổ đau cho nhau. Ai cũng khởi cái tâm thiện dùng bạch pháp, nhưng mà nhiều khi mình thiếu cái phương pháp. Muốn làm điều thiện nhưng mà thiếu phương pháp. Cuối cùng thiện tâm gọi là gì? Thiện chí thì có, mà không biết phương pháp thì nó thành ra hư sự. Muốn nuôi con, muốn dạy con, cho thưa đại chúng, có con là một cái khó, nhưng mà không khó bằng dạy con. Nhưng mà dạy con là khó, nhưng mà nếu hai vợ chồng cùng hướng một cái tâm, nhiều khi hai vợ chồng cùng hướng tâm thiện dạy con, mà đứa con nó cái nghiệp lực nó nặng quá, hai người một chuyện không được nữa. Huống chi là chồng một đường, vợ một kiểu, lại càng khó hơn. Đó, nhiều khi vợ chồng cùng đồng lòng đó, mà đứa con nó nghiệp nặng quá, chuyện chưa nổi nó, chứ đừng nói là mình nghịch ý với nhau. Cho nên trong một ngôi chùa, mình muốn ngôi chùa nó phát triển, ai cũng khởi tâm tốt hết á.
Tôi muốn chùa phát triển, tôi muốn chùa mỗi ngày mỗi hưng thịnh, bằng chứng là mỗi ngày mình tụng kinh đó, cầu cho Phật dựng tăng huy, đạo Phật đó, mỗi ngày mỗi thêm sáng rỡ, bánh xe pháp luôn luôn quay, xe pháp và pháp luôn thường chuyển, phong điều vũ thuận, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khởi lên hết. Nhưng mà mình chỉ khởi được một cái là dùng bạch pháp thôi, nhưng mà hàng ngày không có hạnh bạch pháp. Đầu năm rồi gửi tên lên chùa cầu an, nhưng mà về nhà vẫn gây, thà thử là thầy cầu hoài xong an. Thầy mình muốn cầu, thầy chiều ý mình, thầy ghi tên thầy cầu cho mình, về nhà mình phải hợp tác với thầy nữa chứ. Thầy cầu cho mình an, mình về nhà mình nó họ không hợp tác gì chứ. Thầy biểu lên chùa tụng dược sư đi, tụng kinh cầu an đi, trong kinh dạy cho mình cách sống cách tu, thì mình về nhà mình ứng dụng những cái đó thì bắt đầu nó hỗ tương cho nhau được. Quý vị nhớ là mình đẩy một cái gì lên đó mà không cố gắng đẩy 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 lên sao nó lên được, vừa đẩy cái ngừng lui, thành thử là thầy lấy tay thầy đẩy mình phụ thầy đẩy cho nó đi lên, không thôi là mình sinh. Cho nên mình muốn cái gì cũng điều tốt là đúng rồi, nhưng đừng có quên cái hành là cái hành động. Cho nên mình phải có đức Phổ Hiền. Phổ Hiền là tượng trưng cho đại hạnh, Quan Âm là tượng trưng cho đại bi, Văn Thù tượng trưng cho đại trí. Đại bi, đại hạnh, đại trí, đại nguyện, nhưng thiếu vị Bồ Tát mới ăn. Thế chí Bồ Tát là đại lực, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh, Quan Âm là đại bi, Địa Tạng là đại nguyện, phải có thêm Bồ Tát Thế Chí là đại lực. Năm cái này mà kết hợp với nhau rồi vượt hết tất cả, đại lực, đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên trong kinh đây là đại Thế Chí đứng trên núi Tu Di, lấy mỗi cái núi, núi là biểu tượng cho một cái vững chãi, đâu có gì mà xây dựng được núi đâu. Cho nên các vị hay dùng, một là Bồ Tát cởi thú, hai là Bồ Tát trụ trên các cái núi. Núi là tượng trưng cho cái gì đó cao, nó vững chắc. Bồ Tát là phải, Bồ Tát là cái tâm lượng, và tâm lượng đó phải ở trên núi. Cho nên đấy, Bồ Tát Phổ Quan Âm ở núi Phổ Đà ở Trung Quốc hết, Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Gami, Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, Bồ Tát Quan Âm Văn Thù, Bồ Tát ở núi Ngũ Đài, Bồ Tát Đại Thế Chí ở núi Tu Di, năm Bồ Tát ở năm núi. Rồi ngày xưa chùa đa phần là trên núi luôn, cho nên mình có tụng cái bài sám và cái bài ta hồi hướng buổi sáng. Trong cái thời lăng nghiêm buổi sáng nó có câu Thượng Lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư Phật chúng, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Sau này á, chùa không có còn trên núi nữa, dời xuống núi rồi. Mà dời xuống núi rồi xây cổng tam quan, đọc lại tam môn thanh tịnh hay là thiền môn thanh tịnh, tùy theo cái địa danh địa phương mình thế chữ không. Ngày xưa chùa trên núi kêu là sơn môn thanh tịnh, ở núi là biểu tượng cho một cái vững chãi. Cho người tu tập của mình cũng phải an trụ chánh niệm như vậy. Hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bạch pháp, dụng pháp, mãn công đức, nhưng mà tất cả những cái việc chúng ta đang làm, chúng ta khởi ý tốt cũng không có nghĩa là lúc nào nó cũng có thuận, phải không? Mà cái gì nó đến chúng ta biết nó là thuận khảo hay nghịch khảo hay nội khảo hay ngoại khảo hay minh khảo hay ám khảo.
không có buồn, không giận. Biết rõ nó để làm gì, để đây là cái thử thách của mình. Giống như có thân là phải có bệnh, có chung đụng phải có những cái bất đồng. Người ta kêu là có bàn là có cãi, kêu bàn cãi. Có hợp là phải có những cái sự gọi là tranh chấp. Đại chúng thế nào cũng phải đụng chán, chung là phải đụng. Hiểu các pháp nó như vậy đó, không có gì mình thắc mắc, và tất cả các pháp nó đương nhiên như vậy. Có đến thì có đi, mình được cái này thì người khác mất. Ví dụ quý vị đi đường, quý vị lượm được 50, mấy bữa nay tôi hên lắm nha, tôi lượm được 50. Hên của mình mà xui của người khác. Chiều lại nghe người ta than, trời bữa nay tôi xui ghê, đi chùa mất 50. Rồi nhiều khi mình đi chùa, mình đậu xe ẩu, bị cảnh sát câu hay ghi giấy phạt, nay xui ghê, đi chùa mà Phật không có phù hộ. Đi chùa bị phạt, tại vì mình đậu xe ẩu mà bị phạt thôi. Đương nhiên vậy, bình thường vậy. Cho cái người mà ta hiểu đạo lý, người ta không có khổ, buồn thì cũng có thể có, nhưng mà thoáng qua rồi cái họ nhận chân được các pháp là lẽ đương nhiên. Vợ chồng đến với nhau có những giây phút vui vẻ đầm ấm, nhưng nếu chúng ta không biết duy trì cái thiện duyên này, cái duyên này từ từ nó mạt, nó mòn đi, thì bắt đầu phiền não nó đến. Tại vì chúng ta không nhận ra rằng sống chung là phải có những cái phiền não, mà cái quan trọng là chúng ta nhận diện những phiền não của mình để cùng nhau chuyển hóa những phiền não đó, để làm cho cái hạnh phúc mình nó, thí dụ nó không tăng trưởng đi nữa, ít nhất nó cũng ở cái mức đó. Cho nên mọi thứ nó đương nhiên là như vậy, mình không nhận ra thì nó khổ thôi. Có thân thì phải có già, có bệnh, có sống phải có chết, có đến phải có đi, có mùng một mới có ngày rằm. Tại vì mùng một là không có trăng, ngày rằm là có trăng. Thì cứ luôn luôn như vậy, mình không chấp nhận thì mình khổ. Chứ thật ra các pháp nó bình thường, nó không có gì khổ hết. Mình không chấp nhận nó mình mới khổ thôi. Thì để chúng hiểu như vậy đó, là mình hiểu được cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta. Đạo Phật là đạo tỉnh thức, mà người sống phải có tỉnh thức. Tỉnh thức là chúng ta nhận diện được mọi sự nó đang xảy ra trước mặt mình, cuộc đời nó như thế nào, chúng ta nhận rõ nó như vậy. Ví dụ như trời mưa thì mình phải mặc áo mưa và đi dù. Còn nếu mình không khỏe thì mình đừng ra mưa. Chứ mưa nó đâu có, mà cái người mà ta đang cần mưa hạn hán, ta rất thích mưa. Thật là cũng một cái mưa thôi, mà tùy theo mỗi người, người ta sẽ sanh cái tâm ứng xử với mưa như thế nào. Người cần mưa rất thích, người sợ mưa vì trúng mưa ở trong nhà, người cần ra đường nhưng biết nó là mưa sẽ cầm cây dù, người cần nước để mà tưới cây sẽ hứng nước mưa. Thành thử ra cũng là mưa, nhưng mà nhu cầu của người như thế nào thì mọi người sẽ ứng xử với nó như vậy. Các pháp nó đến với mình như vậy, nhưng mà quý vị sẽ thấy mọi người ứng xử mọi khác. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm thì cái việc đó nó sẽ, chúng ta ứng xử rất là dở. Còn chúng ta có chánh niệm thì cái việc đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ có thế thôi. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một vài điều như vậy, để đại chúng nương vào đó và tu tập theo lời Phật. Cảm ơn đại chúng. Trong này cũng có mấy câu hỏi. Kính thưa Thầy, mẹ con khi thủy táng rải tro cốt ở vịnh San Francisco, con có giữ lại một phần tro cốt. Vậy bây giờ con muốn rải phần tro còn lại, có cần phải rải đúng chính xác vị trí không?
đã rải xuống sông thì nó trôi đi rồi, mà cho dù có trở lại săn phăng rải nó cũng có dính với nhau nữa đâu, thì thôi rải đâu cũng được phải không?